Một người bạn nói, Trung Quốc lấy hết thác Bản Dốc rồi, em lên đấy làm gì? Đã củng cố thêm quyết tâm của chúng tôi. Một ngày nắng đẹp, Winwin Việt Nam có mặt tại khu vực thác Bản Dốc. Người chèo thuyền nói về địa giới thác Bản Dốc, tuy nhiên anh ngần ngại không muốn lên hình. Nói không thành đâu. Một người bán hàng đang ở trần, mau mắn khoác vội chiếc áo và đứng trước ống kính. Anh nói tiếng Kinh khá lưu loát. Ở đây chủ yếu là người Tày và người Nùng. Gốc Trung Quốc trên bờ bên kia. Mốc mình kia. Mốc mình bên bờ bên này. Đấy. Vâng. Thế cái dòng sông mà dòng được... Dòng sông chia đôi từ đây lên. Từ đâu? Từ đây lên chỗ cái khác kia. Dòng sông chia đôi. Dòng sông thì được tính từ đâu đến đâu? Con nhà chia đôi lên bên kia. Có phải là từ cái cỏ kia không? Đấy, cái cỏ đấy. Bụi cỏ đấy sang cái nhà đỏ đỏ bên kia. Đấy là dòng sông. Dòng sông chia đôi. Chia đôi. Ừ, còn lực sang bên này là mình hết. Còn từ cái bụi cỏ sang bên này là mình hết. Ừ. Còn họ là từ... Sang bên này là mình hết. Vâng, còn cái từ cái nhà đỏ đỏ, cái thuyền đỏ đỏ kia, sát chân kia Trung, trở Trung lên Quốc. Là của Trung Quốc. Rồi. Thế cái mình, thuyền của mình thì đi được đến những thuyền đâu? Thuyền mình ở đây. Thuyền mình đây thì đi được những đâu? Đi coi nhà đi sát bờ bên nó. Đi sát bờ bên bàn. Không được sang bên... Không được lên bờ. Ờ, không được lên bờ. Nó cũng không được lên bờ mình. Đấy. Thế còn cái phần thác kia thì là như thế nào bạn có biết không? Phần thác là dòng sông chia đôi lên, coi nhà lật từ cái thác nhỏ kia sang bên này bên mình hết. Thác nào? Đấy là từ cái gốc cây nhỏ kia. Gốc cây, à đấy, cái gốc cây kia. Ờ, từ đấy, tức là cái chỗ có cái cây rủ xuống kia, đấy. Về phía bên này là của mình. Còn sang là bên mình hết. Rồi, để xem cái thác rủ nhá. Đây, thác này, đây. Nước lớn, tiếng thác đổ ầm ầm, bị nước mờ mịt, chiếc thuyền chở chúng tôi len lỏi lẫn vào các thuyền khác trên dòng Quây Sơn để có được tấm ảnh đẹp với thác chính khi trên thuyền khá khó khăn. Phía Trung Quốc du khách tấp nập, đa phần có độ tuổi khá trẻ. Phía Việt Nam có phần thưa thớt vắng vẻ. Thác được phân thành hai thác riêng biệt. Thác chính 3 tầng, rộng nhưng không cao lắm, nằm ngay trên dòng chảy của sông Quây Sơn. Phải đi thuyền ra giữa sông mới chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của thác. Thuyền Việt Nam và Trung Quốc đan xen nhau trên sông và đều vào sát bờ hết mức có thể. Một cách tò mò, hình như du khách hai bên đều muốn nhìn kỹ hơn phần bên bạn, nhất là cột mốc. Thác Phụ, còn gọi là thác cao, nằm trên đất Việt Nam. Có một khu vực tự nhiên cho phép các thợ ảnh, các người mẫu tác nghiệp. Mùa này thác rất đẹp. Nghe nói mùa khô thác chỉ có ít nước. Sông Quây Sơn bắt nguồn từ Trung Quốc chảy vào Việt Nam. Khi qua xã Đàm Thủy là biên giới tự nhiên giữa Việt Nam, Trung Quốc, qua thác Bản Dốc đến địa phận xã Minh Long, Trùng Khánh, sông Quây Sơn trở lại Trung Quốc. Theo biên bản phân giới cắm mốc giữa Pháp và nhà Thanh ngày 31 tháng 5 năm 1892 ghi: từ điểm này, đường biên giới chạy theo chính giữa trung tuyến dòng sông cho đến thác Ta Tung. Căn cứ vào lời văn mô tả này, khi vẽ đường biên giới chủ trương, Việt Nam và Trung Quốc đều vẽ trùng nhau. Từ giữa dòng sông Quây Sơn đến chính giữa ngọn thác chính không có bàn cãi hay tranh chấp. Riêng cồn Pò Đon nằm ở phía trên thác chính thì cả Việt Nam và Trung Quốc đều nhận là lãnh thổ của mình. Công ước Pháp Thanh 1887 và 1895 cùng những biên bản bản đồ kèm theo không mô tả cụ thể khu vực Pò Đon. Trong quá trình quản lý biên giới, do nhiều yếu tố, cột mốc biên giới từ thời Pháp Thanh bên phía Việt Nam không còn, chỉ còn cột mốc bên phía Trung Quốc. Mặt khác, Công ước Pháp Thanh mô tả đường biên giới qua thác Bản Dốc bằng tiếng Pháp và tiếng Trung Quốc, không được dịch và phổ biến ra cộng đồng. Đường biên giới không rõ ràng, cộng đồng dân vùng biên giao lưu qua lại mật thiết, hình thành nhận thức, tình cảm, thậm chí là tiềm thức cho rằng toàn bộ thác Bản Dốc là của Việt Nam. Năm 2008, Việt Nam và Trung Quốc thống nhất đường biên giới từ mốc 53 cũ, mốc theo Công ước Pháp Thanh, đi qua cồn Pò Đon, rồi đi tiếp đến chính giữa thác chính của thác Bản Dốc, sau đó đi theo trung tuyến của dòng chảy chính của sông Quây Sơn. Như vậy, 1/2 thác chính cùng toàn bộ thác phụ và 1/4 cồn Pò Đon quy thuộc Việt Nam. Hiện tại, hai bên đang cùng khai thác du lịch tại thác, thuyền của các bên đi sát bờ của nhau. Khi sông Quây Sơn là biên giới tự nhiên giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc, theo thông lệ quốc tế, theo Công ước Pháp Thanh, thì biên giới nằm chính giữa dòng sông, thác Bản Dốc nằm trên dòng chảy của Quây Sơn, cũng sẽ chia đôi.
Việt Nam và Trung Quốc buộc phải tuân thủ thông lệ quốc tế và kế thừa lịch sử về đường biên tại khu vực Thác Bản Dốc là việc đương nhiên, hợp tình, hợp lý. Việc cho rằng toàn bộ Thác Bản Dốc của Việt Nam hay chính quyền Việt Nam đã làm mất Thác Bản Dốc là không phù hợp với thông lệ quốc tế về đường biên giới trên sông suối và không đúng với công ước pháp thanh. Dân ở đây bọn em sang phải mang à, nè. Cũng người sang đi giao lưu với nhau. À, Tết này lễ thì cưới xin thì nó cũng mời nhau đó. Thế cái đi khi sang như thế thì có phải làm thủ tục nhập cảnh nọ kia không? Tôi đi à. Qua trên mốc kia là mình cũng phi xe máy đi đến tận nhà nó bình thường mà. À thế à? Họ cũng thế, họ cũng sang mình cũng thế. Mà cũng phi xe máy sang bên mình. Thế ạ? Và nếu mà không cặp giao thông thì được, cặp giao thông nó không bắt. Toàn dân nó cũng đi vào cái mỏm của mốc kia, giữ không cho nó lên bờ. Mỗi người là cần một nửa bao đá, cục đá cho vào này. Nó lên thì mình quăng đá nó không dám lên bờ. Trước nó ban đêm nó lên thì phá vách cái lều lán của dân vào trong kia bán hàng. Nó ban đêm nó đi nó vứt xuống sông hết. Nó bỏ đất của nó. Còn thì dân ở trong làng này nó đi xuống của mình hơn mấy trăm người. Đúng người sát ở các cồn cỏ như kia đấy, không cho người không cho nó lên lên bờ mình. Nhưng mà thác này là Việt Nam Trung Quốc quy định là nó sùng chung, nên là hai bên dân thì nó cũng mua bán thì hai bên thì mình cũng sùng